Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video này em lại gửi đến các bác một mẫu xe gian FCR 3300 được trang bị cấu hình Shimano, phanh dầu đĩa Mayer đi vòng cuối lỗ, và giá bán của chiếc xe thì rất là hợp lý. Bây giờ em sẽ vào quay chi tiết toàn bộ chiếc xe để các bác xem. Chiếc xe là khung nhôm, lớp sơn thì còn rất là đẹp. Chỉ có một vài vết xước nhỏ do quá trình sử dụng cũng như là xe bãi không thể tránh khỏi. Còn là tổng thể chiếc xe thì còn rất là mới, đẹp. Đồ đạc còn nguyên bản hết. Xe nhập khẩu nguyên chiếc. Trang bị tay bấm Shimano, phanh dầu Techo. Vành gian, Mayer cũng của gian. Mayer bi vòng. Phanh dầu đĩa. Được trang bị bộ chuyển động Shimano tua ly. Bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 55 cm. Chiếc xe này có size là size M thì phù hợp với các bác khoảng 1m64 đến 1m74, đi chiếc xe là phù hợp. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này, các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. 8 tầng lít, 3 tầng đĩa. Lên xuống trơn tru, các bác thấy trong mình rất là mượt mà. Hay đi vòng xe có giá bán rất là hợp lý bên em là 7.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo ở trên màn hình 0975709943 để nhân viên bên em hỗ trợ. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh và với cả ấn chuông để theo dõi được những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.